Hello anh ơi, hello bánh chocola, hello em quất em đi anh Hiếu ơi. Ôi trời ơi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Anh Hiếu ơi, em bị bệnh rồi anh Hiếu ơi. Em ăn cơm thì em no, mà em không ăn á thì em đói. Cái đó chữa không được đâu em, cái đó chữa không được đâu nha. Bị cái đó là bây giờ anh chỉ em một cái hết phương pháp bí truyền ở nhà anh nè. Bây giờ em nhanh trí em chạy ra sau hè nhà em á, cái em hốt một nắm đất lên em đưa lên mũi em á, hơi qua hơi lại hửi đi cho quen mùi má. Má bị cái đó là má sắp về với đất mẹ của má rồi đó má. Anh Hiếu ơi, sao tự nhiên á em nhắm mắt lại cái em không thấy gì nữa, có phải em bị bệnh đâu mà đúng? Bị ngu giai đoạn cuối đâu má. Hiếu ơi, Hiếu ơi, nuốt luôn cái mic đi em. Trời ơi là trời. Anh ơi anh mệt, anh thiệt luôn á. Anh tha cho em đi anh ơi, anh tha cho em đi, nước thánh của tôi đâu rồi trời. Siêu thoát đi anh Đặng Khương ơi. Siêu thoát đi anh Đặng Khương ơi. Tránh xa em ra giùm đi nha. Tránh xa giùm em ra đi, em mệt anh thiệt luôn anh Đặng Khương ơi. Hello bạn Nguyễn Trung Nam nha, mít mờ VKL anh ơi. Đọc làm chó. Nói gì không cần dùng miệng vậy anh. Trời ơi, hello Duy Khánh, hello em. Đập em đi anh Hiếu ơi. Ôi tôi có linh cảm cái này nó chuẩn bị xúc cái cán ra rồi hay sao á. Cái này mà tôi đập, cái này mà tôi đập nhanh quá, đập mạnh quá hả, là nó văng cái cán này ra dội vô đầu tôi chết tôi luôn á. Mà sao coi livestream mà cứ muốn bạo hành không vậy má. Dành tình yêu thương cho nhau không dành đâu, tự nhiên coi livestream ha, đập em điên Hiếu, đục em điên Hiếu, cắn em điên Hiếu, tán em điên Hiếu. Thôi anh siêu thoát nha. À dạ, em cảm ơn anh nha anh. Siêu thoát gì anh. Nào đánh cái coi em livestream nha. Cảm ơn anh nhiều. Hello bạn Trần Thị Kim Thắm, hello em. Block hay bị đục gì vậy con Thư Thư ơi? Rồi block con Thư Thư nha. Cho em xin cái ghế đi anh. Trời ơi là trời. Để anh gặp lại cho em dễ lấy về nha. Rồi đây. Mọi người ơi, mọi người thông cảm nha. Ghế này mình cho bạn kia rồi, để em bỏ qua bên đây. Rồi mang về đi nha em. Rồi rồi ngồi đây tương tác thôi. Hello bạn Thư Võ nha, hello Nguyễn Ngọc Như Ý, hello em. Hello bạn Phạm Thư, hello bạn Thư Thư, hello Nguyễn Vi nha. Hello bạn Nét Võ, hello em. Hello Tú Tài, hello bạn Đỗ Huy Ba nha. Hello bạn Như Tâm, hello em. Hello Phúc Lê. Gói cái ghế này lại giùm. Cho nó đó. Cho con quỷ đó. Mang về giùm nha. Sơn lên, không ơi nó ngồi nó té. Hello nè Hân, hello em nha. Dạo này còn bút mà không, nghỉ rồi Văn Phước ơi. Dạo này anh hết làm nghề đó rồi nha em. Hello bạn Nguyễn Duyên nha. Cứ hả, cứ kêu anh làm mấy cái nghề gì đâu không mà đỡ sao nổi. Hello bạn Tài Phan nha, trả nợ 13 tiếng đi anh. Hả gì? Ai biết gì đâu. Vậy 13 tiếng gì trời? 13 tiếng gì vậy mọi người? Ai vậy? Chắc vô coi lộn kênh rồi đó. Trời đất ơi, ai biết gì đâu. Ai biết gì đâu mấy fan. Ai biết gì? Tự nhiên vô đây đòi 13 tiếng ngang trời. Hello bạn Trần Quý nha, cờ mờ anh không hello em. Hello Thành Đạt, hello em. Hello Trần Viết Cường nha. Hello bạn Nguyễn Trần Phương Dung, hello bạn Gia Huy Phạm, hello em. Hello bạn Trịnh Thị Nhật Thư nha. Hello bạn Lê Trần Tuyết Nhung nha. Ê mọi người. Bây giờ mà tôi ngồi xuống đây tôi đọc bình luận của mọi người, chắc mà mấy người vô coi chắc ta đâu biết tụi đâu đâu. Hello Phúc Lu, hello em. Từ từ đợi tôi xíu. Hi, xin chào mấy bạn nào mà đang coi livestream mình trong buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người ơi. Hello bạn Chip, hello em. Hello bạn Minh Thư nha. Hello bạn Ngô Hằng. Hello bạn Trúc Linh, hello bạn Đặng Thanh Huy. Hello Phúc Đăng, hello bà. Hello Nguyễn Duy nha. Hello bạn Phát Phạm, hello em. Hello bạn Nguyễn Tông nha. Hello bạn Dương Phúc, hello bạn Ngọc Trinh, hello em. Mấy bạn nào đang coi livestream này, mấy bạn tiện tay cho Hiếu xin một like video nha. Gọi tên em đi anh Hiếu ơi, Đức ơi, Châu Cồ. Hello Trần Đình Thắng nha, hello em. Nay có like không anh? Không em nhìn là em biết rồi. Nay có ai trên kênh livestream đồng like? Em coi đi, trên kênh livestream này có ai đồng like em? Hồi nãy giờ em coi livestream mà cho phát lại đó nha. Cảm ơn em nhiều. Hello bạn Lý Nguyễn nha. Hello bạn Lên Lên nha. Hello bạn Trân Bảo, ổng đâu rồi mọi người? Ổng nào em? Ổng nào? Hello Nhã Hơn nha. Hello em. Anh rảnh quá anh. Hello bạn Phạm Trần nha. Chào anh. Chào Trần Thanh Lý, chào em. Hello bạn Du Quang nha. Cho em thấy cánh tay của anh đi anh Hiếu ơi. Đây.
ơi. Hello bạn Đỗ Văn An nha, hello bé Dừa nha. Livestream 2 cái giò thôi anh. Trời ơi là trời, nó giỡn với tao. Livestream 2 cái giò thôi con làm được mà má. Hi, xin chào mọi người đang coi livestream mình trong buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người. Chúc mọi người buổi coi livestream vui vẻ, nhiều may mắn nha. Mấy bạn nào đang coi livestream mà nãy giờ mấy bạn quên, mấy bạn chưa có bấm like video thì mấy bạn cho mình xin một like video nha mọi người. Hello bạn Thanh Thảo, hello bạn Thanh Khiêm, hello em. Hello bạn Mai Hoàng Long nha, hello Khoa. Hello bạn Tim Tim chơi đồ, hello Nguyễn Đạt, bỏ cái chân phải xuống đi anh. Rồi đây đây đây, bỏ chân phải xuống còn cái chân trái thôi nha. Hi, xin chào mấy bạn nào đang coi livestream của mình trong buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người ơi. Hello bạn Nguyễn Minh Phúc, hello em, lông chân hơi nhiều nha anh. À cái đó phải lông chân anh đâu em, áo của anh á. Hello Vũ Nguyễn nha, hello Hào Trần, hello bà. Hello bạn Mimi nha, hello bạn Edlin Quốc, hello em. Hello bạn An Nhân Phẩm, quay cái mặt quanh đây cho em coi anh Hiếu ơi. Đây, coi cho kỹ hơn nha em. Hello bạn Luân Bác Huy nha, hello bạn Phong Tạ, hello em. Hello bạn Thư Võ, hello bạn Phan Pha Phạt, bà lộn bạn Phạm Vinh Cang nha. Hello bạn Bảo Thư, hello mọi người. Xin lỗi mọi người nha, mệt quá mọi người. Tôi nằm mà tôi bỏ hai cái giò tôi lên á, tôi muốn bụng sáu múi luôn vậy. Thôi xin lỗi mọi người nha, quay trở về với kênh livestream truyền thống mọi người ơi. Tất cả cũng tại vì cái con quỷ kia mà nó kêu lấy cái ghế ra đó. Hello Văn Định nha, hello bà. Sổ đi anh Hiếu ơi. Để từ từ anh lấy giọng cái anh sủa cái. Đặt luôn cái đầu. Làm đi má. Không, cái này là không để đập vô cái đầu, cái này để mút trứng cút nữa. 12 seconds later. Hello tụ cô cụ Tokuda nha. Cụ chào con nha. Sắp tới mà mấy cháu nào mà chưa có nắm được cái thông tin lịch mà đóng phim của cụ thì cụ xin thông báo là hả, sắp tới cụ Tokuda của mấy đứa, cụ có đóng một bộ phim kiếm hiệp nha, và cụ đóng vai Doãn Chí Bình. Cụ đi thăm cô Long lúc mà ngủ quên trong hang động á, cụ đi đút cháo cho cô Long ăn. Cho nên là mấy đứa nào mà chưa có nắm được cái thông tin của cái bộ phim mà cụ sắp sửa tham gia thì mấy đứa có gì tìm bộ phim kiếm hiệp đó đi nha. Có gì coi ủng hộ cụ nha. Ok. Anh Hiếu kêu tên em trong tuyệt vọng nha. Trần Tú. Trần Tú ơi là Trần Tú. Mấy bữa mọi người tôi thấy Trần Tú nó ngồi trước cửa của tôi, nó quẩy quẩy đuôi, bộ lông màu vàng mít rập Trần Tú gì đó, tôi chưa kịp rờ vô Trần Tú. Tôi vừa mới chạy vô nhà, tôi lấy cái áo tôi chuẩn bị ra tôi đắp cho Trần Tú, cái tôi nghe một thông tin phong quanh đó là Trần Tú đi lên xe ô tô với lại ông già U90. Mới vậy bữa hôm đó tôi cho Trần Tú ăn xúc xích nhiều hơn, giờ mở cửa ra đâu có còn thấy Trần Tú ngồi trước cửa nữa đâu. Năm chục ngàn nha mày. Cái này diễn hơi khó nha Trần Tú ơi, cho anh xin 50 ngàn nha Trần Tú. Ra nhà bà Sáu hốt hụi với em nè anh. Được, này được. Này được em. Đi ngõ nào? Đi ngõ nào chỉ anh đi qua nhà bà Sáu với em. Trời ơi trời, đón nổi luôn. 12 seconds later. Ủa em ơi, anh mới chạy ra bên ngoài nhà bà Sáu anh hốt hụi á, bả đưa anh á, bả nói có cái nịch không? Hụi kỳ em. Em ơi, người ta chơi hụi heo, hụi người cao tuổi, hụi hội phụ nữ. Mày chơi hụi nịch nữa má. Hụi gì có cái nịch không vậy em? Hụi này ra lấy gì má? Trời đất ơi là trời, bà Sáu là cũng hiền quá ha. Trời không nổi. Coi còn hụi gì nữa mốt rủ anh chơi nha em. Cho em mượn 50 ăn bún đậu rồi gào thét tên em trong sự sung sướng đi anh. Tao cho mày mượn 50 ngàn mà tao cũng gào thét tên mày trong sự sung sướng nữa. Tao ngồi cho mày mượn 50 ngàn mà đi ăn bún đậu. Mày ăn một mình mày ăn cho lòi cái lương tâm mày ra. Rồi mày kêu tao gào thét tên mày trong sự sung sướng. Em coi có phần nào mà có bún đậu lương tâm không em, coi em ăn đi em. Chị hướng dẫn mọi người cách mặc bỉm đi chị. Thôi ơi, sắp tới chị có một cái chiến dịch là chị sẽ chỉ cho mọi người cách đeo bao cao su trực tiếp trên kênh livestream nha. Chị sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái kỷ lục mà hồi xưa chị có làm, đó chính là đeo bao cao su cho trái sầu riêng mà không bị lủng. Có nhu cầu vô kênh livestream của anh vào lúc 25 giờ ngày 15 tây nha em. 25 giờ ngày 25 tây. Ở lộn, 25 giờ ngày 10 tây. Ủa lộn, 25 giờ ngày 15 tây. Mày thấy mày phiền tao chưa? Tao chửi mày mà tao lộn văn luôn, tao cà lâm luôn đó. Hello Trường Nguyễn nha, hello em. Đi du lịch Âm Phủ đi anh. Thịnh Lê. Tao đi du lịch xuống Âm Phủ, tao trộm bát wifi với lại trộm bát 4G ở dưới cho mày coi livestream tao nha. Thôi đi má ơi, lâu lắm rồi con không có xuống con chơi với lại Diêm Dương rồi má. Lần cuối con đi là con bán kem trộn cho ổng đó. Mà dạo này ổng trắng quá, ổng hết xài rồi.
Hello Ngọc Giàu nha, hello Hán Thuận, hello em Hán Thuận à. Chứ có Hán không Thuận thì sao xài trời. Hello Hán Thuận nha, hello em. Hello bạn Huệ nè, hello em, chị Mai Vú Dài xuất hiện sau lưng anh kìa. Em ơi, mấy bữa chị Mai Vú Dài mới coi lại cái video mà hôm bữa lên video á, chị Mai Vú Dài hôm nay bắt đầu là bận áo vú vô rồi nha em nha. Dạ suy cho cùng thì bây giờ là anh biết được size áo vú của chị Mai Vú Dài rồi nha. Chị Mai Vú Dài bận size áo vú mua ở shop áo vú a@longthong.com nha. Nếu mà em nào mà có nhu cầu mà hả mua size áo vú của chị Mai Vú Dài thì Hiếu nói lại một lần nữa nha mọi người. Chị Mai Vú Dài mua áo vú ở a@longthong.com nha. Còn có địa chỉ thì ở đường nào quên rồi. Chào anh tóc đen nha. Ờ chào em, cười địch giòn tan luôn. Cảm ơn má nha, má Tiết Như ơi. Má địch giòn tan, bà kia thì địch giòn rụm, con kia cười đáy xè xè, con kia địch cứt rớt 20 mét. Ngồi coi livestream anh Hiếu mà hả cái gì? Ngồi coi livestream của anh Hiếu mà em cười em địch văng lên nóc nhà luôn, đỡ không nổi. Anh Hiếu ơi hãm hiếp em đi anh Hiếu ơi. Thôi mày tha cho tao đi. À xin lỗi em nha, để dành siêu quách livestream em ơi. Ok. Long nách rớt kìa anh Hiếu ơi. Trời ơi là trời. Ê mất thiệt cái. À, đi ngủ đi anh ơi. Trời ơi Đặng Nhật Nam ơi, tao đỡ nó không nổi luôn á. Trời ơi là trời. Xin lỗi mấy bạn nha. Xin lỗi mấy bạn nào đang coi livestream nha. Xin lỗi mấy bạn, nãy giờ tôi quên. Tối qua bú nhiều quá mệt quá ngủ quên. Đạo dán đi cho em edit anh Hiếu ơi. Trời nó nói bao nhiêu lần rồi, người ta không có bao giờ mà người ta thích chụp hình đâu. Đừng có chụp hình người ta đi. Bao nhiêu lần từ bữa tiếng giờ rồi, luôn biết bao nhiêu người nói nữa. Không có thích chụp hình đâu, đừng có chụp hình tôi mẹ. Tôi ghét như là mấy cái chụp hình đồ này nọ đó, đừng có chụp hình tôi nha. Đừng có chụp hình nó, bỏ cái camera xuống đi, đừng có chụp hình tôi nữa. Nè nghe rap nè. Yo yo what's up, yo hip hop never die, yo 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 what. Hello mấy bạn nào đang coi livestream trong buổi trưa ngày hôm nay, chúc mấy bạn có một buổi trưa coi livestream vui vẻ nhiều may mắn. Hiện tại đang là 11:27, mấy bạn nào đang coi livestream nãy giờ mấy bạn quên, mấy bạn chưa có bấm like video thì mấy bạn cho mình xin một like video nha. Coi như rất là được sự ủng hộ của mấy bạn trong buổi trưa ngày hôm nay dành cho mình nha. Mình cảm ơn và rất trân trọng sự hiện diện của mấy bạn cho tới hiện tại. Yo yo what's up, yo. Hello Minh Thuận, cảm ơn 75 sao của em.